cho phát biểu sau. Kết thúc bước 2 chất lỏng trong bình thứ nhất phân thành hai lớp. Bình thứ nhất là bình thủy phân trong môi trường axit, đúng không? Bình 1 thủy phân trong môi trường axit. Thì bình 1 là thủy phân trong môi trường axit thì nó sẽ là không hoàn toàn, không hoàn toàn thì nó sẽ có ester. Nên kết thúc bước 2 chất lỏng trong bình thứ nhất phân thành hai lớp. Đã đúng. Bình 2 là thủy phân trong môi trường kiềm thì nó đồng nhất tại vì nó không có ester dư. Nên A đúng. Ý B ở bước 3 có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng đun kết thủy ngâm trong nước nóng, đúng. Ý C ở bước 3 trong bình thứ 2 xảy ra phản ứng xà phòng hóa. Đúng đúng không? Xà phòng hóa, chính xác. Thủy phân trong môi trường kiềm là xà phòng hóa. Ý D sau bước 3 trong hai bình đều chứa chất có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc, viết phương trình thôi. Isoamin format Smith HCOO này, C. Thực ra nhìn nhanh thì là biết được luôn đấy. Nhưng thôi cứ viết HCOOH. Đấy cộng alcohol nhá, không ghi nữa. Cộng NaOH. Thì tạo thành HCONa, cũng chúng ta nhìn thấy là HCOH và HCONa thì đều có khả năng trắng bạc. Đúng không? Nghe là đúng. Vậy ta sẽ có 1 2 3 4. Được chưa? À, kết thúc bước 2 chất lỏng trong bình thứ nhất phân thành hai lớp. Chất lỏng trong bình 2 đồng nhất. Ừ, cái A này sai bởi vì mình chưa thực hiện phản ứng thủy phân. Đúng không? Đấy, rất tốt. Cái A này sai bởi vì lúc này mình đã thực hiện phản ứng thủy phân đâu. Bao giờ đun nhẹ trong 5 phút rồi để nguội thì mới là thực hiện phản ứng thủy phân. Đúng không? Ở đây bước A đã chưa thủy phân. Chưa thủy phân nên nó phải phân lớp chứ. Đúng không? Cả hai bình đều phân lớp nhá. Vậy đây B C D của chúng ta là đúng nhá. 3 phát biểu đúng. B bỏ.